Sao Tư Thảo ngon không Tư Thảo? Tay thử thử. Còn nóng nè. Nhất là lúc mà bỏ rau À, cải vô rồi. xào thì Anh kia nó có ăn cay không? Hello bà cô, hello bà cô. Hôm nay Khê Bồi ghé bà cô được ăn lẩu với là ăn đồ nướng nha cả nhà ơi. Mở đèn ở đây lên. Wow, bà cô chuẩn bị đồ sẵn để ăn lẩu nè. Đây là đồ ăn lẩu. Ủa cái bếp này mới mua luôn hả bà cô? Dạ. Chưa sử dụng luôn nè. Có sử dụng rồi á. Ồ vậy hả? Ồ tại cái này con thấy nó còn cái mạt. Cái đây là thịt vịt. Ở đây là đồ để lát nữa nướng ăn chung với là đồ nướng kia. Hello bà cô, how are you? Hello. Ơi bà cô có chuẩn bị chổng chéo à chẩm chéo. Chẩm chéo không phải à, của Hải Sa Pa. Ừ, bún nè. Đằng ai có múc thêm này thì múc. Đó để đồ rồi chấm đó, để bỏ cay thêm nè. Ừ. Wow, ở đây cái nồi nước lèo bà cô nấu nè cả nhà. À, bún ăn, bún vịt à, có cái là củ hủ dừa. Củ hủ dừa của Phan Diễm nè. Trời ơi, giới thiệu cho Phan Diễm luôn đó. Rồi à, có nấm nữa nè. Trời ơi nhìn ngon quá. Nấm tươi đó. Nấm tươi nha cả nhà. Hiện tại thì ai cũng đói bụng á, nhưng mà đợi gia đình của Tư Thảo lợi ăn chung cho nó vui. Bà cô ở nhà nè, cái nhà mặc đồ dễ thương. Đơn giản như nàng đang giỡn. Nè, vịt luộc đây, măng tây đây, hành tây. Đó, vịt luộc, măng tây, hành tây. Vịt luộc, măng tây, hành tây. Làm đói bụng quá bà cô ơi. Rồi cái wow, ngon quá. Bỏ vô cái nồi này. Ủa rồi mình nướng ở đâu? Đó. Nướng trong nồi đó luôn. À, trong đó đó. Rồi nước lèo là mình múc cái tô ăn riêng. Nước lèo là ăn bún ở ngoài riêng. Ờ, ok, có đẹp. Ai muốn ăn thì ăn. Đó, bà cô chuẩn bị sẵn rồi nè cả nhà. Thơm nức luôn. Không phải. Cái này nè. Cái này nè là cái nào nè? Cái đĩa này nè. Đây nè. Đó, để lát nữa mình nướng trong cái nồi đó đó. Ừ. Nhúng bơ. Nhúng bơ. Đây nè, đây nè. Wow, trong đây gồm thành phần gì vậy bà cô? Tôm, mực, thịt bò. Tôm, mực, thịt bò. Rồi bà cô ớt gì trong đây? Thì bột niêm, tiêu. À hả. Thôi những gia vị của bà cô thì khó biết lắm á. Nhìn ngon cả nhà. Wow. Đó. Rồi chừng nào Thảo lại á thì lấy ra. Đợi chút xíu gia đình Tư Thảo lại rồi ăn à, lúc đó cái, trên cái nồi chấm với là chẩm chéo nè cả nhà, rồi sau đó là được vào trong cái nồi này nè. Đó. Gừng tỏi. Wow, trong đây bà cô chuẩn bị sẵn cái hũ gừng tỏi nữa, ớt nữa nè. Lát nữa sẽ thức ăn sẽ được bỏ trong đây nè, chiên bơ, xào bơ nè. Rồi trong đây cái thịt này, thịt vịt này là mình ăn với là bún măng vịt đó. Cái đây là rau này, củ hành với là măng tây này là lát xào chung để ăn với là cái phần ba món hồi nãy của bà cô ớt á. Vậy cả nhà mình cùng đợi xem lát nó ăn coi bà cô làm cái món này ngon không nha. Ok. À bây giờ Khê Bùi đói bụng quá cho nên múc cái tô bún trước nè cả nhà. Trời ơi coi cái nồi nước nó sôi lên nè. Ngon ghê không? Đó Khê Bùi múc ra cái tô nha. Rồi giờ bỏ thêm miếng hành vào nha. Do cái nồi nãy lo chụp hình dài tấm làm kỷ niệm này cả nhà, cho nên cái nồi bà cô mở nó lên á, rồi sau đó nhúng bơ vô thì nó đã bị khét. Giờ không sao, cái đó mình bỏ qua cái lớp đầu thôi. Tắt bếp. Tastes like bamboo. Look like bamboo. Yeah, it's good. Thuyền nghiệp bà cô. Được rồi bà cô, sạch rồi đó. Sạch rồi. Dạ sạch rồi. You guys come here eat that one?
cái ăn cái gì thì dạ giờ làm cho hai cái đứa nhỏ ăn trước. Cái gì you put in here you cook hả? Đó. Put in again your mom is late. Đó. Đây là cái món mà bà cô làm để xào với bơ nè. How are your brothers and sisters? Nghe mùi thơm không cô? Have what, two brothers? Thơm brother. Quá kìa. Oh, one brother. Three sisters. Oh, three sisters. Wow. Yeah, but two of them aren't human. What? Tư Thảo tới sau nè, múc cái tô này ra nè. Ngồi đây đi cho quay. Hai đứa mấy đứa nhỏ này nó không cho quay. Đói quá hả Tư Thảo? Đó. Không, Patty nặng hết rồi chắc. Xin xin. Chết Tành lấy cái bò đi con đó bíp á. Chín rồi Tành. Lấy đi con. Wow. Ngon quá. Coi 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 mọi người bỏ gấp đũa vô ăn kìa. Thích nhất là lúc mà bỏ rau cải vô xào thêm nè. Quá trời ngon luôn. So what do you do after school and stuff? Hôm nay bà cô phục vụ mọi người. Hello, long time no see, how are you? Hello, uncle. How are you? Chấm chéo hả? Nước chấm chéo. Phải đem lại đây ăn. Đó là gì? Mực tôm với lạ thịt bò. Để xem bà cô xào ra như thế nào. Hi, hello đại ca, how are you đại ca? Ok, 600. Hiểu không? Mực nước giòn. Ăn bún trước hay là ăn đồ nướng trước? Tôm. Rồi kiếm bì không ạ? Trời ơi, ăn giòn rụm luôn. Nhậu. Bia đâu? Dạ dạ, bia mà có. Giao để cắt chanh đâu? Trời ơi. Cái này xào sơ ra dưới bơ ăn rất thơm. Rau hả? Okay, I think this one's funny. Bà cô nấu cái món này ớt rất là giòn luôn. Vừa ăn. Trời ơi. Chấm cái mùi chấm chéo nó cay cay nữa. Có cái chấm chéo có gừng nữa kìa. Này bà cô. Bắt đầu phải ăn. Ngon. Tư Thảo ngon không Tư Thảo? Trời ơi súp bừng ngon. Cái con vịt đó, cái loại vịt qua mua đó, nó cái này bạn nó cho. Là cô đâu phải vịt đâu nè, cho ăn thịt mà. Ồ vịt đằng đây nè. Là cô lột cái vịt. Cô lột cái vịt cô lấy cái nước cô nấu á. Ngon quá, chắc phải ăn thêm tô bún quá. Nãy khi Bùi ăn nó tô rồi cả nhà. Nhưng mà tại cái bàn có mấy đứa nhỏ, nó không muốn quay nữa nên khi Bùi không mới dám quay. Ăn nữa, ngon quá. Giòn rụm mà Thảo. Cái măng tây thử. Còn nóng nè, bà cô xào sơ trong cái chảo đó. Lấy thêm miếng nước chấm chéo thử nó chấm hết rồi nè. Ngon ha. Cái này là gì? Mực hả? Thôi đừng ăn cái này, đừng ăn này. Cái này là cái gì? Cái răng của xương á. How are you? Which one? Which shop are you? Milani. Cái tiệm tên gì Thảo? Này cả nhà. Coi nè. Ăn ngon mày. Lâu lâu cả nhà tụm lại ăn về ngon lắm đó nha cả nhà. Ngon dễ sợ không? Đưa dĩa đây. Tới kia còn cái gì? Cái chỗ kia lại ngồi. Đi rồi. Đó. You know when I was little? I live over here, right? We live over here when I was little.
Ngon hả bà cô? Trời ơi coi kìa. Con quá trời nè. Ủa cái dĩa con đâu rồi ta? Dạ. Tiết canh đó, tiết canh, đây kho tiết canh, đây kho tiết canh. Jello. Like pie, pig, duck blood pie. Oh gosh. And when I was little, I used to sit there and all the aunties. Con của bà cô đang nó nói nó không có thích ăn dịch ra cả nhà mà dịch tiết canh đó. Nó sợ lắm cả nhà. Like food like that. Don't let your mom get me. I gotta go. I gotta wake up early tomorrow. Okay, mom, I'm gonna go. Yeah, ngon quá nên nè, nhìn nè cả nhà. Sạch sẽ luôn, cái gì cũng. Trời ơi, coi cái tô nè. Quá đã, quá đã. Sao Tư Thảo, ngon không? Rồi đại ca ăn ngồi phình bụng lên, ai thấy bụng rồi nha đại ca. Bà cô ơi, cảm ơn bà cô nhiều nha. Tư Thảo nữa nè, ăn xong đứng ưỡn ngực luôn nè. No cạnh hông ngon quá. Nè, ăn xong rồi còn cho đồ đem về nữa nè cả nhà. Đó, trong đây nè, đó chuối rồi thêm một phần nước súp nữa nè. Tư Thảo cũng vậy luôn nè. Giống nhau. Đó, cảm ơn bà cô nhiều nha. Bye bye bà cô. Lần sau ăn gì bà cô? Cười. Cười. Cái bát đàn nguyên con nhà cô.